một số ai đó sống ở tầm giường của em đưa lên đó là nào thì em cặp với đại gia mong nuôi hay là sức cấp rồi tặng xe tặng nhà tặng cửa đó. Thì em vẫn hàng ngày đi Grab mà em chỉ có những hôm đi Grab bay á chị, mà em không hiểu mọi người nhìn thấy em bước xuống xe em đẹp 5 tỷ khi nào. Quỳnh Lương sẽ chọn tiền bạc hay danh tiếng? Tiền bạc. Kim Anh đã ấn chung trước. Vì sao mà Quỳnh Lương lại chọn phương án đó? Tất nhiên là danh tiếng thì cũng ok thôi, danh tiếng thì kiếm nhiều tiền, nhưng mà nhiều tiền thì em nghĩ là ngoài danh tiếng ra mình có thể kiếm tiền nhiều chỗ khác. Và tất cả mọi thứ hàng ngày như sinh hoạt, tiền sinh hoạt hay tất cả mọi thứ em cần dùng đều liên quan đến tiền. Tức là góc nhìn rất là thực tế. Đúng. Mình muốn làm cái gì thì mình phải có nguồn tài chính cơ bản để lo cho cuộc sống của mình trước đã. Chắc hẳn là quý vị, những ai yêu mến Quỳnh Lương thì sẽ hiểu được cái câu trả lời của Quỳnh Lương. Bởi vì cuộc sống của bạn trước đó như thế nào, mọi người cũng đã có một phần nào đó tìm hiểu về bạn rồi, phải không nào? Rồi, câu hỏi tiếp theo này. Nếu chọn giữa bị người yêu phản bội và phản bội người yêu, bạn sẽ chọn gì? Bị phản bội ạ. Mình quên mất câu hồn chưa? Đời em thắng không một câu. Và tại sao bạn lại chọn phương án này? Anh tưởng không được hỏi sâu ạ? Ừ nhờ. Nhưng mà nói chung là em xin có nhà hứng hỏi thì em sẽ trả lời ạ. Bởi vì là em là một cái người sống rất an toàn, tức là tất cả mọi việc em làm ấy, em đều là từ lý trí trước xong mới đến con tim. Tức là em không quan trọng cái quá trình lắm mà em quan trọng kết quả, và em không muốn xong bất kỳ một cái cuộc hội thoại hay là một cái câu chuyện gì đó em là người sai. Thế nên là auto lúc nào em là kiểu sống và kiểu làm theo tất cả những gì đúng. Nhưng mà cảm giác mà bị người ta phản bội mình á, nó cũng tất nhiên là đau lòng thôi, thì em sẽ trả thù thôi. Câu hỏi tiếp theo này. Bạn muốn người yêu của bạn là good boy hay bad boy? Good boy. Yeah. Câu tiếp theo này. Mẫu em rồi. Mẫu người yêu lý tưởng của bạn giống ai trong showbiz? Em là một người không thích những người cùng nghề, nên là trong showbiz không có ai là mẫu người lý tưởng của em ạ. Vậy mẫu người yêu lý tưởng của bạn là gì? Em thì nói chung là một khi mình yêu ai rồi ấy, thì con tim hay cái đầu óc mình hay bị mụ mị lắm. Là nhiều khi là mình sẽ không thể nào phân biệt được cái nào quá xấu đâu, lúc nào mình tốt, và mình yêu mình phải nhìn về cái tốt nhiều. Em nghĩ là một người đàn ông mà có thể cân hòa nào thì ở cái sự trưởng thành và trẻ con. Bởi vì mình không thể nào lúc nào mình tỏ ra mình một người trưởng thành được, đôi khi mình còn vẫn có những hành động trẻ con một chút xíu này. Biết suy nghĩ và phải đạo đức nha. Yeah, tức là họ có thể tặng mình món này nhưng họ không nghĩ là họ cho mình. Có người sẽ nghĩ là đấy là tao cho mày, nhưng có người nghĩ là cô đấy xứng đáng nhận quà đó. Thì em nghĩ là một người đàn ông hợp với em sẽ người biết nghĩ vậy. Tức là một người đàn ông trưởng thành. Bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình? Một. Là em kêu chị kêu ta. Chưa của chị kêu. Bài hát Sugar Baby này thì là do em tự lên ý tưởng sáng tác. Thế sau khi em làm xong nhạc thì em muốn thực hiện MV của bài hát, xong rồi em với cả ekip của em thì quyết định là chọn anh Ứng Duy Kiên, tức là gọi là giao trọng trách cho anh Ứng Duy Kiên là sẽ làm đạo diễn cho bài hát lần này của em. Và em nghĩ là em và ekip của Ứng Duy Kiên cũng như là tất cả mọi người, chị Quỳnh Lương đã có một cái công cuộc làm việc khá là ăn ý với nhau để ra được sản phẩm như bây giờ. Thế tức là mỗi lần mà em nằm mơ về lại cái lúc mà mình bị phản bội ấy, là ở trong mơ giống như kiểu mình gào thét ấy, mình đúng rồi, mình cố gắng gào thét nhưng không ai nghe được lời của mình ấy. Cảm giác như vậy chỉ nó mà để miêu tả đúng thì cái hiện thực bên ngoài nó giống như giấc mơ, tức là mình thậm chí nó giống kiểu mình rất muốn gào thét lên, mình không biết bắt đầu gào thét như thế nào luôn. Cảm giác rất là khó chịu và khó tả. Ô sếp rất là nhiệt tình khi chia sẻ về điều này. Tôi cảm ơn chị cũng bị phản bội với chị. Rồi, em có mà anh. Chính nghĩa do số thôi mà. Ế thì có sửa thêm con ế đúng thôi. Là do cái nét đấy. Đúng rồi, do cái nét đấy. Thế còn Quỳnh Lương thì sao? Quỳnh Lương thì mong muốn có chỉnh sửa gì về gương mặt của mình? Em thấy khuôn mặt, không biết là em sửa răng thì có gọi là thẩm mỹ không nhở? Không, cái này nó chỉ... Thế thì em thấy khuôn mặt em rất ok. Em mãn nguyện, kiểu thấy là mình may mắn hơn rất nhiều người luôn. Sẽ không có ý định sửa trên mặt. Xinh đẹp cũng là một loại năng khiếu. Ok, hợp lý. Do ra tình cảm nó không phải là một thứ bắt buộc là kiểu phải có người cho là người kia phải cho lại. Nó là kiểu cảm xúc đó chị. Nếu mà mình thích người ta thì mình mới đáp lại được chứ. Nếu mà mình không thích người ta thì mình đành phải cảm ơn và xin lỗi người ta thôi. Chứ đâu có thể làm gì khác nữa. Ok, Kim Anh thấy cũng hợp lý. Nói chung là trong chuyện tình cảm thì mình cứ lắng nghe cảm xúc của mình đầu tiên. Cứ thư thả đi, các bạn còn đang trẻ mà. Mọi người trong khoảng thời gian vừa qua thì mọi người cũng biết là em có vướng tới vài những cái lùm xùm không đáng có với cả Minzy. Thế là nguyên nhân thì là do trong một bài phỏng vấn, giống như kiểu là cái cách mà em nói và cái cách mà
nhà báo viết lại cái lời nói của em, trích dẫn lại lời nói của em thì nó chưa được chính xác lắm. Từ đấy dẫn đến một cái hiểu lầm và khiến cho khán giả không hiểu đúng ý của em. Và đấy là một cái lùm xùm không đáng có nên em xin. Thực ra Kim Anh nghĩ là trong cuộc đời của mình và trong sự nghiệp âm nhạc hay là của sự nghiệp cá nhân ấy, thì sẽ có những cái vấn đề này, vấn đề kia. Nhưng quan trọng là bạn đã dũng cảm, bạn đối diện với cái tin đồn đó, cái sự cố đó, thì đấy là điều mà giúp cho bạn trưởng thành hơn thôi. Còn lại thì những ai yêu mến bạn, biết về tính cách và con người của bạn thì họ vẫn sẽ mãi mãi trung thành với bạn. Từ khóa tiếp theo của Oset là Oset và MCK. Oset và MCK thì thực ra là MCK là một bạn thí sinh ở bên chương trình Rap Việt. Và trước đây thì em với bạn ý thì kiểu tức là trong giới rapper thì mọi người hay có kiểu là diss nhau ấy chị, làm bài để công kích nhau này kia, thì em với bạn ý có một vài bài để công kích nhau thế thôi. Thế như kiểu là đấy chỉ là một cái giao lưu nhẹ nhẹ ở trên âm nhạc thôi, cho nên là cũng không có gì căng thẳng cả. Ngoài đời thì em bạn ý cũng không quen biết nhau. Cái chuyện này thì em cũng chia sẻ nhiều lần, em là một người đã từng đổ vỡ, là em trước đây em có lấy chồng nam em 18-19 tuổi, và sau đó sau một khoảng thời gian không hợp nhau thì đường ai đi thôi, cũng chẳng có drama, chẳng có chửi bới hay trách móc gì nhau cả. Vì thế mà hôm nay gặp lại Quỳnh Lương, một cô gái vẫn luôn luôn nở nụ cười trên môi, rất là tươi tắn, đúng, rất là trẻ trung, lạc quan yêu đời. Cảm giác lúc nào nhìn chị Quỳnh Lương cũng rất là bàng quan với tất cả mọi thứ. Tin đồn của Quỳnh Lương là gì? Tin đồn của em là chắc mọi người nghe rất nhiều, và em hay được một số ai đó sống ở tầm giường của em đưa lên, đó là nào thì em cặp với đại gia bao nuôi hay là xuất cấp, rồi tặng xe, tặng nhà, tặng cửa đó, là tin đồn của em. Mà em kiểu như em nghĩ là nếu bạn bè em mà kiểu hay chị mà gặp em mà thấy tính cách của em mà không giống một cô gái mà đại gia muốn bao nuôi đâu. Bởi vì những người mà họ khi mà họ chi một khoản tiền lớn cho một cô gái là cần gì, cần một cô gái biết nghe lời, biết lắng nghe, ngoan ngoãn. Và tính cách của em không biết lắng nghe đấy. Tức là em sẽ luôn nghe những cái đúng, nhưng mà những cái sai mà người ta gọi là ra lệnh cho em là em sẽ không làm. Áp đặt. Còn tính áp đặt là em sẽ không làm, hay là hoặc là bình thường tính cách của em mọi người có thể thấy lên hình em lúc nào cũng xinh xắn, nhưng ngoài đời em thực sự em mọi người hay gọi em một câu là con đàn ông. Bởi em lúc nào trong gì chẳng một chiếc áo phông mới mở đôi giày. Lúc nào cũng như vậy, và đi chơi thậm chí là có những rất nhiều lần chị quản lý của em nhắc là em đánh, em bôi cái son lên, em lúc nào em cũng xề xòa, và tính cách như thế thì ra được đâu ai muốn đại gia là muốn ngắm những người như đấy chị. Hay là rồi thì là sống kiểu sống cùng giường là thì đại gia bao nuôi, chu cấp, đóng tiền học cho con. Và em cũng phải một lần, tức là sau một cái lần mà một bạn đó bảo lên là phanh phui, là em cặp với một anh đại gia nào đó mà vợ anh ấy biết, nhưng mà tức là chưa đánh em thôi, rồi tặng em cái xe mẹt 5 tỷ, mà trong khi em vẫn hàng ngày đi grab, mà em chỉ có những hôm đi grab bay ấy chị, mà em không hiểu mọi người nhìn thấy em bước xuống xe mẹt 5 tỷ khi nào mọi người đặt điều cho em như vậy. Hoặc là thấy em thì em tự hào, tức là bản thân em là một người kiếm được rất nhiều tiền, và tính cách của em là kiểu trong các khoản chi tiêu có thể em kiếm không nhiều, nhưng em biết cách chi tiêu cái tiền của em quản lý rất chọc. Em cho con em học môi trường quốc tế, nào thì mọi người đặt điều là đại gia chu cấp cho nó, chứ nó làm gì có tiền nuôi con học môi trường quốc tế như vậy.